để cho đi ra vậy, đi tới bên kia. Mọi người nhớ nha, mấy cái bệnh này là sao phải không? Là bắt buộc phải giãn cơ. Thấy chưa? Đấy. Bác bị cái chân gì lâu chưa? Dạ cũng năm mấy rồi. Năm mấy rồi. Rồi đi bác sĩ chẩn đoán là sao? Em có bị tiểu đường. Rồi, cái thứ nhất. Dạ, máu nhiễm mỡ. Rồi. Với thì lại tiếng kỳ liệt. Rồi. Cái đó thì chuyện đó mình giải quyết ok rồi. Với mắt mờ. Mắt mờ, đó do tiểu đường, mờ mắt thôi. Dạ. Rồi bây giờ cái chân đi là tại sao? Cái chân đi là bị cái đầu gối. Đầu gối đau. Đầu gối đau, vậy cái dây dưới này cũng nó nhức lắm. Rồi nhức lắm. Tao ngồi lên đi. Tao dở lên cho tại sao nhức như vậy. Thấy không? Phải giảm cân. Phải giảm cân. Hôm nay có bỏ đói chưa? Đấy, thấy không? Ta nói rồi, thấy không? Khổ ghê chưa? Rồi, thôi qua đây, dòng qua đây. Phải bỏ đói, đây bác này là phải giảm cân. Dạ. Chỉ có giảm cân mới chữa khỏi bệnh bác thôi. Không có cách nào khác hơn. Bỏ đồng hồ đây. Rồi ở nhà làm nghề gì? Dạ, trước đó thì làm tài xế. Rồi tài xế. Giờ nghỉ hưu rồi. Tài xế là đã có vấn đề cuộc sống rồi ha. Cuộc sống cổ, sống lưng bị hết. Vậy đó. Cái chỗ này nó nhức lắm. Nhức không? Dạ. Chỗ cái cổ này. Rồi, chị quay cái tay này lên đi thử coi. Quay là sao? Lên. Quay lên rồi, lên. Rồi. Phải nghiêng vậy đó. Rồi, bỏ tay ra. Thử cái tay này. Rồi tới mông rồi. Tiêu hết rồi. Mà có cái mũ hai bên này nó nhức quá. Nhức này à? Rồi cái bệnh là bệnh này gọi là bệnh thời đại. Mọi người thấy không? Đấy, nó kêu vậy đó. Phải bẻ cho nó gãy luôn. Làm lại cái mới. Nhưng mà bắt đầu dừng vậy, nhưng mà dừng lại bớt đầu. Thấy không? Dạ. Bớt đầu nè. Thấy không? Đấy. Ok. Đấy, bỏ rồi. Dạ. Giảm cân. Dạ. Nha, yeah, không có lộn xộn được. Dạ. Nha. Yeah. Ai da, ai da, chết ngồi rồi. Đó mới là tôi đứng ngoài đường thấy bác. Nghe rồi ha. Cái hỏi bác quay cổ đã nè. Rồi ngồi lên đây. Rồi đi đâu đây? Nói nghe nói ở đây có học chữa bệnh. Có ông bạn chỉ phải không? Dạ. Đó, xích qua đây chút, Không có nói ra xích gì được. Đó, vậy đó. Mới tới đây đi học. Lắc làm chi? Lúc người ta làm không để nghiêm chỉnh đàng hoàng, nghe không? Đã thù, thả lỏng, đã thẳng dân tộc. Quay lại. Thượng này. Ở kia. Ở ngồi dưới chắc ăn ha. Rồi, khúc vô. Trời ơi, nó sướng gì đâu. Rồi, ngồi dậy từ từ.
Rồi bây giờ khác rồi đó. Cuộc đời đổi mới. Nè, rồi. Tổ này sao rồi? À, nhưng mà là ok rồi phải không? Rồi, cứ về đi quay cái tay lại coi 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 sao. Rồi quay tay lại. Cái tay quay ra sao? Rồi. Đó, ok chưa? Nhưng mà bất kỳ rồi nè. Rồi, xin qua đây chút, qua đây. Ngày mai là thứ sáu. Thì sao ha? Ngày mai tôi sẽ chữa lại cái lưng sao nha. Tại vì nó chưa có chịu vô. Nó chưa có chịu vô. Mềm, mềm, bắt mềm, bắt đừng gồng, bắt gồng, bắt gồng không được. Rồi, mềm, mềm, mềm. Rồi, giơ tay giơ chân lại đi. Đấy. Tập thể dục. Rồi, giơ tay ra sao cho mọi người thấy khoái chơi. Một cái thôi, từ từ. Trời ơi, người. Đó, đó, đó. Rồi, ai kia. Lên, 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 lên. Đó là bơm lên cho nó. Nằm sấp. Nhẹ rồi ha. Đấy, chui hai tay ra. Đó, đó đúng rồi đó. Xong rồi. Rồi, xuống bên đây. Đây, bây giờ là khi mà đưa vô khớp đàng hoàng là bắt đầu ngon lành rồi. Ok rồi. Hiểu rồi ha. Đúng rồi đây. Rồi, bây giờ xong rồi. Ờ, cái này bị nhiều thì bây giờ cái này phải bắt ra quầy chợ lớn, bắt mua hoa què thì bắt nấu uống hàng ngày, pha trà uống hàng ngày thì nó mới chống vỡ cái mạch máu này ra. Nhưng bây giờ thì bây giờ quay trở lại lần nữa cái tay khác nữa rồi đó. Rồi tiểu đường rồi một cái rồi nữa mềm rồi ha. Bây giờ là hết quay đầu ha. Rồi tới đây vô đó, ngon lành, hết quay đầu ha. Ok. Rồi, bác gì nghỉ. Ok, cảm ơn.